ẩn mình giữa màu xanh của rừng cây cổ thụ có hơn trăm tuổi. Tọa tại đầu trời rước phần chào thì la vang lại phun cây dâu mới ngọ trí túc thun tờ nọ giang long điền nan tọa yêu tờ nọ long phượng nắn tờ nọ giao tích thì biết bạ huyện long điền nơi cành bà rịa vũng tàu bạ tờ nọ chánh điện thì tờ nọ ôn chim ít quang tọa khăn bát thâu ca tụng cái gia nước vị hồ ba mươi liên tờ làm tờ nọ sắp bàn ba mươi liên bị thác nắn tọa ba mươi liên đô đại thành hoàng đại vương tùy tờ nập tờ thích cha rai tỷ bá rang Việt Nam nấn thay giang nước bì hồ bá trăng khí cả bị va long điện tụ cọ tô ri gia căn thầm mạnh bị va bạn này bẹp bộ trà thông tận nọ nên bẹp prong hạ tây thì bá tệ bló phản ngã băng nấn tuân bị giàu bị va ra tạ tật bay đoa apa căn giang hạ tây bá tệ phản ngã băng nấn chàng hô tổng bá chụp cả bị va hô phản ngã băng thắt chào. Trước khi nâng cấp hệ thống giao thông, đỉnh Long Điền tọa lạc trên gò đất cao. Tà lầu thì tốt bác bạ hô tà nừng nam mai, tà nọ Long Điền tọa bác bôn clòn. Thệ trớ, bồng, ca ra, mừng cà mỹ và yêu nắn gò đồn. Gò đồn nắn tha, ngăn yêu, ba rang thì mới nói dung. Người chạy đông ca tùm lấy bị tà làm la vang, con nhô tọa tàng ngã băng. Thòng rõ lấy bị ni, chàng mắt xa nâng thì mỹ va tọa bác ni, ca cụ tạ tàng tà nọ Long Điền. Bà con chọn ở nơi đây là cũng có một cái ý tưởng. Mị và bà này rớt tình nọ, nánh hô sa nâng bịa khớ. Lý bị ni bôn clòn, mị và mừng rớt chệ tạ tầng tình nọ. Nánh trong mai hô lý bị, da say chốt tạ cổ, hô hâm mô. Cả là bó ca tình nọ ngã mô tình nức, tạ tầng nánh ca thun, mở ngọt thật tốt chú rút thun này. Hiện tại, trong khuôn viên đỉnh Long Phượng, có dấu vết một vòng tường cổ xây bằng đá ong. Rạ này, tà lầm la vang, tà nọ, Long Phượng, hô hà nương, tha la vang, tà nền giao tí, tạ tầng mưng pa tâu. Xây bằng đá ong, lẫn gạch đinh. Tà nền cá bai tọa rung tâm mò, tạ tầng mưng pa tâu thông krak đinh. Rứa tà nền hô hà nương, nánh bạp bằng bớt cá bai, tạ tầng thinh, mưng ngọc bạp bằng hô cả vòng tà pa. Tình hình giao tích rằng bằng nhé, thay án thư, tòa bế, khăn vinh, mừng ngọc và bùng nánh tòa bó, trà rết biệt rong, ngã mừng bạch tàu. Tà mơ ưu thù màn thập lúc năm thập lúc chú, lý biệt ni, nánh biệt hô, kỳ đăng trò, phun cây dâu, tà mốc tà biệt, trung là bàn. Bị va tỏ bác rằm mốc tức, mai bác ni chạy rốt bởi lậu tánh nước, tạ tầng phòng play. Hà tây ra tiểu hô bát tọ tạ tăng tạ rạ bị va chàng hô ra tạ tạ nạ tạ nê nấn tạ nạ bà hà. Đây là ngôi chùa cổ nhất. Bà hà long bàng hô tạ lầu hà tây nân mừng hô tạ nọ ni. Ni nấn tha bà hà giao tế tịp bí tì tình nế long điện. Bà hà ni tọ cây hô tùm hà nương hô mong dấu tha li bị tạ trừng tì bà hà ni. Các vị xưa mà xây dựng ngôi chùa này đều có khắc lại, khắc một hàng chữ. Mừng ngọ, tà nọ ni, tùm giang mừng can, chàng hô vác ác khơ, tạ tăng thun, thiệu trị, ngũ niên, thay đi bầu tà lệ bánh đi tốt pháp lúc mơ. Chẻ nước ta cho tẩy thâu, vắc tu tạ tăng. Bà lưỡi thay đi tốt chú lúc thun, mừng tỷ tạ tăng, bà hà long bàng hô mi va tỏ pháp, khu phố Long Phượng, nánh yêu bà hà play. Chùa Long Bàn được người dân khu phố Long Phượng. Cây doa ni nánh li bị thông mỹ va hô mai chạy kỳ bạ tam mư tam bảo để nương tựa tam bảo thập lúc tụ pia rây pian rây nánh tụ bà hà chàng li hít tụm bó kỳ đằng chòa pian hô lúc ngôi chùa bớt đi sự tĩnh mịch vốn có mừng tì rây ni tapa rây bắc canh kỳ nùm bắn cọ tại làm bà hà chàng khít ra mỹ chạy mỹ va tua mai mong bố tụm bó thúc sam ha tẩy ha rây ngắp băng click lần. Từ hồi xưa tới giờ thì phải nói là những mừng càng tân ni mi va thông tọa phát trệ chẳng hô pa po ca tần nọ ni li pi ni phà prong nấn mi va ngã mô tân nức linh yêu tiện ngã hâm mô nấn tùm u rang mai pa ni che hô po ca thả che tai ô tọ tùm po từ vì ta vậy cha rệ ca ra bác gặp búp mình click lần ta làm tha ra ngã băng
mình mùng lăm mai bị va chạm mai bắt đi chạy bộ cách thả lấy câu con nương ra tiểu nắn chạm dấu nắn. Cuộc sống nó lại như vậy. Đại Đức Thích Pháp Minh, trụ trì của Long Bàn từ năm 2017. Đại Đức Thích Pháp Minh, kỳ nâm bánh cọ và Hà Long Bàn mừng tử tuân tử bầu tháp bức chú. Tại lâu thế, kỳ nâm bánh cọ chàng biết mừng ngọ tháp bức thun chế bội cạc thả bác và Hà Long Bàn. Bởi vậy, những giá trị tâm linh... Cái do nên, tùm linh ngay tại nạ tà nề bác và Hà Ni, chàng hô, kỳ nâm bánh cọ khi ra mấy tui thun bị làn. Chùa thì sát thời công phu hàng ngày và hàng đêm này Phật tử tụ về để tụng kinh và biển trây nắn bung lâm bị và mai bạn đi chạy lì cầu con nư ta làm tôm hơi rây tập rong ngàn hà rây ba mươi liên tha bị làn chàng hô mai chạy lì cầu con nư tụng ngã cụ xoăn. Đây là gian thờ hoàng. Nên nấn tần nọ bái mưu liên hòa thượng bảo tàng Bát Long Bàn cổ tự. Mi và tần làm play hô pa po nấn ngã u rang rốt bị lậu tan nức thì bà hà. Tùy hạt rạ thì tùm cho canh nao la bon rạ ni bà hà Long Bàn hô tòa kỳ nùm banh cọ hải chánh thông bảo tàng. Thì bà hà bác nhã mơ ngõ chợ Long Sơn nước cảnh Phú Yên tạm mơ bà ni chạy tặng ác cọ. Cái do nhu nành Long Bàn cổ tử hô tạ tặng tui thệ trí vẹ ca rây thông tùm bà hà bắc bà rỉa Vũng Tàu. Đặc thù của cái ngôi chùa này xây dựng theo hình thức là của ở ngoài. Tùm bất khớ thì bà hà ni tạ tặng tui thệ thì mỹ va tỏ bắc rạm mơ tức hô tạ mơ bà ni chạy ngạc băng. Tùm bà hà mâm tức hô tạ tặng vẹn phiền ca doa hà chàng ăn ngân vẹ ra lô. Tại là đông lại thông hòa thượng bảo tạng và hạ bác làm ơn tức trạng tạ tầng biển giao năn. Đây cũng là không gian kiến trúc được chú trọng. Nên ấn tha thệ trí, hồ chạy mắt tân, thông chấp cập phịa khớ. Bác và hà Long Bàn cổ tử, bác mơ ngọ tình nừng ban tam bảo, hồ ba mươi liên, Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí. Tòa Cá Ta Pin, nánh ba mươi liên, Tổ Bồ Đề, Đạt Ma, Quang Thánh, Tháp Lốt Thả Lý Panh Giang Nư Pì La Hán Thông Long Thần Hậu Pháp. Thuân Tử Lý Bầu Tháp Lốt Tòa Pì Thạ Nấn Hà Rạ Tập Bụ Bạ Việt Nam Tràng Trạc Rương Bà Hà Long Bàng Nấn Bà Hà Hô Tà Nọ Bài Mưu Liên Sà Lô Hà Giáp Bạc Tâu Giang Nư Pì Tỷ Pí Bạ Bà Rịa Vũng Tàu. Lý Pì Ni Hô Trệ Năm Lúc Hà Giáp Bạc Tâu Bí Trí Nấn Trệ Tà Lầm Tà Nọ Bài Mưu Liên Sa Lô Bà Hà chàng hô thập bát La Hán, mình ô trước Bát Long Bàn. Vị trí thập lú tà lý panh giang đưa bì La Hán ni chàng hô ngã mừng, phun gai dâu, hô mừng thị tốt tạ thằng Bà Hà tân ni. 18 giờ La Hán này được làm bằng gỗ, mà từ khi thành lập chùa tới giờ nó vẫn còn vậy. Theo sử liệu trong gia đình Thành Công Chí, tùy hạ rạ tà lầm gia đình Thành Công Chí thì Trịnh Hoài Đức thông Đại Nam Thực Lục Tiền Biên thì Quốc Sử Triều Nguyễn nánh tà nội Giang Long Điền thông và Hà Long Bàn tha tà lầm tùm phố Hoa Nương tọa cả đông vợ tà lầm Vác Tô Na Pớt La Vang Tân Nước cả phương Nam tỷ Triều Nguyễn rụt tạ tầng thông ra tiểu Pa La Vang Tân Nước Ô Sô Man Tháp Lúc Năm nánh là chạy tùm phố Prong Rê Gia tà lầm rụt chạy rô Enimo tà nạ tà nề tỷ Mỹ Va Pạ Long Điền Mân Can. Cư dân Long Điền xưa. Trước tập 3 trẻ tòa rít tốt thun, tùm linh ngay ili mô chàng hâu tùm ra ra hạt tầy kỹ trăm mỹ cà tân trái ni. Rẻ ca bố bì rí thì áp bí nắn, cụ bố trà tà nạ tần nề thì ông chợ chạy vỡ bạc là vang tần nước ni. Nắn tần nâng hay giúp bà tàu thông tùm thế trí việc khớ thì bà hà Long Bàn. Thông hà tài bố trà tâm mưu tùm linh ngay ili mô bạc tần nọ. Long Điền.